Amber bị tất cả bạn trai cũ thao túng tâm lý, bòn rút tiền tới mức suýt phá sản. Những mối tình đã qua của Amber đều gắn liền với ký ức buồn bã. Trong buổi livestream trên nền tảng Bilibili vào hôm mùng 7 tháng 6, ca sĩ kiêm rapper Amber gây chấn động showbiz khi chia sẻ về những chuyện tình từng mang lại cho cô nhiều tổn thương. Theo đó, nữ ca sĩ bị bạn trai cũ thao túng tâm lý khiến cô suýt lâm cảnh cạn kiệt tài chính. Amber hồi tưởng lại khoảng thời gian không mấy vui vẻ bên những người bạn trai cũ, vừa rơi vào lưới tình của nhiều gã đàn ông tồi. Thật may thì họ đã trở thành quá khứ, tất cả bọn họ đều thao túng tâm lý tôi. Tôi từng không biết điều đó cho tới khi bạn bè xung quanh giúp tôi nhận ra rằng mình đã bị những gã đàn ông kia lợi dụng. Những người bạn trai cũ thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của tôi. Một kẻ trong số đó có nhân phẩm cực kỳ tệ hại đã bòn rút tiền bạc khiến tôi suýt bị phá sản. Điều này khiến tôi bị tổn thương sâu sắc, nữ ca sĩ kịch liệt chỉ trích những người đàn ông từng bước qua cuộc đời cô. Dù trải qua nhiều tổn thương nhưng Amber vẫn luôn muốn giữ bản chất lương thiện trong con người mình. Cô bộc bạch, đối xử tốt với người khác là điều mà tôi luôn muốn làm. Nhưng giờ đây tôi thấy mệt mỏi lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn là một người tốt. Amber ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một thời FX. Sau khi FX ngừng hoạt động, cô trở về Trung Quốc hoạt động và gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Gần đây, nữ ca sĩ thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4. Nguồn: Kibizum.